Mời mời bác Phạm Phạm Thành ạ. Rồi mình xin một hai câu hỏi nữa là mình đi về 12 giờ rồi. Bác bật mic Rồi. lên ạ. Bác bật mic lên. À, xin Bác lỗi. Thành á, bác Thành bác bật À, mic rồi lên rồi. ạ. Bác bật cái mic lên để nói được được ạ. Có như ai nhờ trợ giúp không ạ? Dạ rồi, mời ạ. Được chưa? À, Dạ sư được nghe rồi, có nghe. Dạ xin cô cứ hỏi ạ, cô cứ hỏi. Cháu hỏi bác tài là cháu bị suy thận độ 2 mà bây giờ là phải đeo hai cái dây, đeo hai dây xách hai túi ở bên hông, ở hai bên hông, và bị ung thư tử cung, bị lên phổi và cái hạch ở bên dưới rốn, thì cháu đã xạ trị này với lại truyền hóa chất rồi, là từ năm tháng 6 2019 là mổ mổ hai bên thận để luồn dây vào để cho nước tiểu ra ngoài chứ không cắt thận mà cũng không gì, là cháu không đi tiểu ở đường cũ nữa mà bây giờ xách túi ra hai bên, thì là cháu đến giờ được 3 năm rồi, từ hôm cháu biết thực dưỡng ấy là cháu thực cháu ăn cơ gạo lứt thì là nó cứ ra đầy hết vỏ gạo lứt ở cái dây với lại cái túi. Đến hôm mà lại nghe thấy bác Hưng nói là ăn cái váng cháo thì là cháu lại nghe Hưng là cháu nấu cháo, nấu cháo là cái kem gạo lứt đấy, cháu lại lọc là ra là kem gạo lứt đấy, là cháu ăn đến giờ gần được tháng thì sức khỏe là khỏe khỏe mạnh, mới lại dây không bị có cái vỏ ra nữa mà rất là trong, là trong mà không có mùi hôi gì nữa. Thì là bây giờ là cháu hỏi bác là bây giờ là cháu có tiếp ăn được cái cháo gạo lứt nữa không ạ? Ở đây tôi trả lời nên thêm tinh tiểu đậu vào, nên xem tinh tiểu đậu vào trong gạo lứt một muỗng mà thôi, xích tiểu đậu vào, xích Cháu tiểu đậu đó chứ không phải là đậu bác đỏ nha, xích tiểu đậu vào thì nó tốt đẹp cho thận hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã thấy rõ ràng là cái bệnh nó đã quá trị xạ trị rồi đó anh Đầu, cái bệnh nó trở thành như là cái bệnh cấp tính, mà rồi nó đã đối thực dưỡng thì nó đã có cái tầm với của nó muốn quá cái tầm với rồi của cô đó, thì cô nên xích tiểu đậu vô đi thì nó sẽ tốt đẹp hơn nữa. Thêm xích tiểu đậu và nhớ đừng ăn gì trong con số 3 này nè, nhớ cà măng nấm giá đường nước đá rồi đó thì đừng ăn nữa. Và bây giờ cô không đắp được nước gừng sau lưng nữa, không đắp nước gừng, chỉ thêm xích tiểu đậu là quý nhất thôi. Ăn uống quân bình âm dương theo trong câu 33 này, ráng mà coi để mà áp dụng được. Đừng trái cây, đường chè, nước đá, đừng ăn thịt nữa không gì, ăn chút đỉnh cá hoặc là thậm chí nếu mập quá thì ăn nước cốt con cá, mà không ăn cái thịt con cá thì cái thận nó sẽ tốt đẹp, cái thận sẽ tốt đẹp vô cùng. Nhớ đó quý vị, nhớ còn con hàu nữa gì hết cũng vậy, ăn nước cốt con hàu mà không ăn cái thịt con hàu thì nó đã tốt đẹp hết sức cho cô, vì nó cũng nặng, khá nặng rồi, đến nỗi phải có cái dây đeo ngoài rồi, khá nặng rồi ha. Thêm xích tiểu đậu và nước cốt hàu, cá kho ăn được hết nha, vì đừng ăn thịt nữa, không ăn thịt nữa, mà nếu khỏe mà không ăn thịt cá càng tốt, ăn nước cốt con cá mà không ăn thịt cá thì càng tốt cho cái thận của cô nó tốt hơn, chắc chắn 100%. Nhưng đừng để ốm gầy nha, uống váng cháo nè, rồi sau nữa đậu hũ chiên dầu mè ăn với củ cải nạo nè, ăn thêm đậu hòa lan cho tôi nè, nó mau cái đậu hòa lan cho tôi ăn thêm, nếu mà trường hợp mà cô hơi thiếu máu thì ăn giùm tôi thêm những loại có chất sắt, cái rau có rau xanh đó, rau xanh mà có chất sắt, và ăn giùm tôi thêm cái này nữa là rau đay, một chút rau đay và một chút rau rau gì rau đay là một này, rau rau cái rau đay có được rau mồng tơi và còn một cái nữa là một chút cái đậu, cái hạt đậu 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 đũa, cái hạt đậu đũa lấy vô đóng luôn, cái hạt đậu đũa để cô đừng có thiếu máu, hạt đậu đũa, đậu đũa nó âm nha, đậu đũa là âm dài nó âm lắm á, những cái hạt đậu đũa bỏ thêm rồi thêm vô trong để đậu hòa lan để nó thiếu chất cho cô. Xích tiểu đậu quý nhất, đắp nước gừng không được rồi, không lên đắp lên là chỗ đó mổ rồi, chỗ đó có truyền ống truyền dây rồi, cũng ta không dám đắp nước gừng lên chỗ đó được đó nữa, chỉ ăn xích tiểu đậu mà thôi thì nó sẽ đỡ, nó lại tốt đẹp rồi đó. Nhớ cố gắng không tránh thịt, từ thịt động vật hai chân ba chân là tuyệt đối không ăn, hai chân bốn chân không ăn nữa,
cá biển không ăn nữa, hải sản không ăn nữa, nhớ. Thậm chí nước nước cá đồng thì được là ăn nước cốt cá mà không ăn thịt con cá, ăn nước cốt con hàu mà không ăn thịt con hàu, ăn nước cốt của cá chép, súp cá chép mà không ăn thịt cá chép, càng tốt. Bị thận yếu quá, yếu lắm rồi, không dám ăn thịt cá, thịt động vật nhiều nữa, nó sẽ làm cho thận mệt, mệt lắm, không có được. Rồi thấy chưa, rõ ràng thấy, quý vị thấy cái sai lầm chỗ đó chưa, là ăn đạo đức bố mẹ ra giỏ, còn là giỏ đạo đức không. Đó, do đó tôi đã nói rằng có nhiều người tôi hướng dẫn ăn cơm, tôi nói ăn gạo trắng đi cô đó, ăn cơm gạo trắng đi cô, gạo 6 tháng, thì người ta nói tôi muốn ăn cơm gạo đức bố mẹ hết bệnh, bà nói anh không cho tôi ăn cơm gạo đức bố mẹ đó, trường hợp này đó, thì bà con trên mạng nghe giùm tôi đi, ăn vô nó toàn là vỏ gạo đức không, còn gì, toàn là vỏ gạo đức không, nhai thật kỹ mà ra toàn là phân, là vỏ là thịt là sao, nó không tiêu hóa được thì nó thành chất độc, nó đầy trong ruột, nó toàn là vỏ gạo đức không có gì. Là may ra đây là cái thận yếu nha, chứ phải chi cái dạ dày yếu, dạ dày bị loét rồi đại tràng bị loét thì nó còn hại nữa. Rồi ăn cơm đồ lứt bố mẹ thì cha tổ hại luôn, cái gì tổ hại khi thận nè, giai đoạn cấp 3, cấp 4 nè, loét đại tràng lứt là càng, mà ăn cơm đồ lứt dầu nhai rất nhỏ cũng là tổ hại, bị đứa con này gió lứt không, nó có thiêu thì ăn dùm tôi ván cháo chứ không phải là cháo, coi lại kỹ, ăn ván cháo lứt với kem, còn lứt cô mới vừa nói đó, ăn kem vừa lứt cho tôi, và ăn thêm nếu rỗi người quá ăn cho thêm cơm trắng gạo 6 tháng gạo tốt đó, gạo hữu cơ, ăn cho thêm một lần nửa chén, một ngày 2-3 lần, nghe quý vị nhớ không, là cái ván cháo vẫn là chính, cái gạo lứt vẫn là chính, cái ván cháo và cái kem vừa lứt vẫn là cái chính nhá, nhưng mà đừng ăn cơm vừa lứt nó không tiêu, chứ là lớn tuổi rồi nhai không được nữa thì càng nguy, nguy cho dạ dày, nguy cho thận. Đấy, chúng ta cố chấp là tưởng cái gì của ăn gạo lứt được là đó, rõ ràng ăn rồi bỏ gạo, bỏ lứt không, nhai cho kỹ nữa nó nổi lình mình, nó toàn là bỏ lứt không, không tiêu đấy, rõ ràng hết sức không vậy không. Đây là một chứng, nhân chứng để thấy rằng rõ ràng là khi tôi nói, đây tôi bác Cưng nói không ăn cơm gạo lứt là chính xác, không đó là chính xác đúng gì, nói cái gì cũng gạo lứt của mẹ nè. Rồi xin anh Trọng Hậu hỏi, hỏi tiếp Dạ cho cô đi, hỏi tiếp cho cô có muốn hỏi gì cô thêm Thành không? có, Cháu hỏi bác là cái xích tiểu đậu là cái gì ạ? à đã hỏi anh Cháu Trọng không Hậu anh biết gửi cái xích cho, tiểu đậu. dạ thưa hỏi dạ anh để Trọng Hậu anh cô gửi gửi cho cái là xong, hình cho, để em gửi hình cho bác nha. rồi Dạ dạ mấy cháu bác kiểu như là ngồi như này là nó cứ đọng nước ở chân ấy. Ở hai bên chân, hai bên mắt cá nó cứ sao đọng nước à, nó bị cái thận mình yếu rồi, cái thận mình nó suy rồi đó, do nó cái này mà ạ. cô ăn thêm cái với thịt nhiều là nguy to ngay à, nếu nó thận động nước rồi cô thêm được tôi nước xích tiểu đậu thì hết, nấu xích tiểu đậu với một miếng phổ tay, lấy nước xích tiểu đậu, có một thủy phi xích đậu sống á, phân cô chặt đó, nếu phân chặt thì lấy xích tiểu đậu sống, còn phân mà nhão thì lấy xích tiểu đậu rang thủy phi, rồi xác đặt nó anh công hầu chỉ cho cách uống thì nó xẹp cái chân, và chỗ cái sưng đó, chỗ cái sưng đó thì cô xoa dầu mè chứ gừng, hoặc là đắp cao cái sọ, nếu nó nặng quá thì cô có thể đắp bằng cao sọ, còn không thì nó xoa giùm tôi 2 muỗng dầu mè, cái một muỗng nó cốt gừng, xoa bóp chỗ cái mắt cá chân đó, và đi ngồi gì cũng gác cái chân lên nhé, đừng để cái chân thấp quá, hơi gác lên cao, trên cái ghế đẩu đó gác lên cao đó, đừng để nó sưng đi không được, đau lắm, tức cái chân lắm nha. Đó là bị cái thận đó, do cái thận mà bị cái này, cái thận nó không có lọc nước được nhiều thì nó gây, đừng ăn mặn quá, đừng ăn mặn quá thì nó cũng sưng, ăn mặn quá cũng sưng và nó hư thận đi nha, uống nước ít thôi, nếu ăn trong cơm có rau có cháo rồi thì ở trong cái nước canh đó đừng có nấu canh nữa, mà đem đi nấu canh khô nè, canh mà ít nước thôi, hoặc là lấy rau củ mà để nấu canh đem đi kho luôn, kho ăn luôn, nhớ nghe, kho lạt lạt thôi, nêm cái bột xi tết combo đó là nó lạt lạt thôi, chứ đừng có nêm mặn quá thì nó hư cái thận, vì thận mình yếu rồi nha, thận mình yếu rồi nha, hết, nếu thứ uống tiểu đậu nó hết cái sưng chân, xoa dầu mè với gừng cũng hết sưng chân nha, đối đây lắm thì lúc ta phải làm những cách khác nữa, như vậy là đỡ rồi, nhớ gác cái chân lên nhé, đừng để thòng cái chân hoài, tối ngủ cũng vậy, gác cái chân hơi cao lên chút xíu nha, đi đâu ngồi cũng ráng gác cái chân lên, gác cái chân lên cao, đừng ghế đậu cái gì đó, đừng để thòng chân dưới đất nha. Rồi rồi ráng đi, rồi tuần sau có gì lại gọi lại nữa, xin cảm ơn nhà, xin chào nha. Bác À, nóng dạ xin anh Trọng Hậu hầu chắc đến hết rồi, nha. mình Dạ phải dạ cảm ơn bác Thành. 12 giờ Dạ rồi, dạ vâng, dạ xin mời. nóng hầu gửi cho bác Dạ gọi dạ nhá. cảm ơn.